Theo bản tin mới nhất về dịch COVID-19 ngày 12 tháng 10, xin kính mời quý vị và các bạn đến với những tin tức nóng nhất sau đây. Kỳ tích, tất cả các quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh đề nghị công bố kiểm soát được dịch COVID-19. Tin cực vui, dịch bệnh giảm mạnh, bệnh viện dã chiến tại Bình Dương ế, một số giải thể. Tin vui, bệnh nhân COVID-19 nặng nhất Lâm Đồng hồi phục ngoạn mục và được xuất viện. Cà Mau phát hiện 83 ca dương tính COVID-19 mới, trong đó 61 ca về từ vùng dịch. Lai Châu ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 về từ Bình Dương. Sở Y tế Hà Nội đề xuất treo biển trước cửa nhà người về từ thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Thanh Hóa lên tiếng việc thu phí cách ly tập trung quá cao, mỗi người 5,6 triệu đồng. Và sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là thông tin, kỳ tích, tất cả các quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh đề nghị công bố kiểm soát được dịch COVID-19. Thưa quý vị, tính đến nay, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 410.000 ca nhiễm nCoV. Thành phố từng bước mở cửa trở lại sau khi trải qua hơn 120 ngày giãn cách xã hội với nhiều cấp độ. Chiều ngày 10 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh họp báo định kỳ đánh giá tình hình dịch tại thành phố Hồ Chí Minh sau 11 ngày áp dụng chỉ thị 18. Ông Phạm Đức Hải, người phát ngôn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay, đa số người dân nhanh chóng thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện bình thường mới. Ngày càng nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ truyền thống hoạt động trở lại, phục hồi hoạt động sản xuất. Công tác an sinh được triển khai đến đông đảo người dân, công tác phòng chống dịch đạt nhiều kết quả. Ngày 7 tháng 10, thành phố có 19 quận huyện và thành phố Thủ Đức được đề nghị công bố kiểm soát dịch. Đến ngày 8 tháng 10, có thêm huyện Bình Chánh được đề nghị. Đến nay, thành phố có thêm quận Bình Tân được đề nghị công bố kiểm soát dịch. Như vậy, tính đến 11 tháng 10, toàn bộ đơn vị hành chính cấp huyện ở thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị công bố kiểm soát được dịch theo quy định 3.979 của Bộ Y tế. Tuy nhiên, ông Hải cho biết thành phố còn 3 hạn chế là một bộ phận người dân thực hiện chưa nghiêm, cụ thể là vi phạm 5K, tụ tập đông người, giữ khoảng cách chưa nghiêm, nhiều người không đeo khẩu trang, số doanh nghiệp hoạt động lại chưa nhiều, tình hình đi lại của người dân từ thành phố đến các tỉnh khó khăn. Tiếp theo là tin cực vui thưa quý vị. Dịch bệnh giảm mạnh, bệnh viện dã chiến tại Bình Dương ế, một số giải thể. Thưa quý vị, đến ngày 12 tháng 10, hàng chục khu điều trị COVID-19 tại Bình Dương có rất nhiều giường trống, một số khu đã giải thể vì không còn bệnh nhân. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh này, trong ngày 11 tháng 10, chỉ ghi nhận 446 ca nhiễm mới, nhưng có đến 2.381, tổng số là 211.467 bệnh nhân khỏi bệnh và xuất viện, 18 trong tổng số 2.199 người tử vong. Cũng theo báo cáo này, chỉ còn khoảng gần 14.000 bệnh nhân đang điều trị tại 42 khu điều trị COVID-19, hơn 61.000 giường tại Bình Dương. Trong 42 khu điều trị, tầng 1 có 30 khu, tầng 2 có 10 khu, tầng 3 có 2 khu. Đã có 3 khu điều trị thuộc tầng 1 giải thể. Các khu còn lại, số giường bệnh đều trống rất lớn, chỉ còn một số ít bệnh nhân đang điều trị. Ngoài ra, một số khu điều trị hiện không còn bệnh nhân. Tại Bệnh viện dã chiến số 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, khu điều trị COVID-19 tầng 1 lớn nhất tỉnh Bình Dương, với tổng số hơn 20.000 giường, thì nay chỉ điều trị cho hơn 3.000 bệnh nhân, số giường trống gần 17.000. Còn tại khu điều trị ở Trung tâm Y tế thành phố Thuận An thuộc tầng 2 là địa phương có số ca nhiễm lớn nhất tỉnh Bình Dương, cũng chỉ còn 149 bệnh nhân trong tổng số 500 giường bệnh, có 351 giường trống. Ở tầng 1, Bệnh viện Hồi sức Quốc tế BKMX, khu điều trị cho bệnh nhân nặng, nguy kịch, cũng chỉ còn điều trị cho 169 bệnh nhân trên tổng số 482 giường bệnh. Như vậy, sau hơn 10 ngày, Bình Dương trở lại cuộc sống bình thường mới, số ca nhiễm đã giảm xuống thấp chưa từng có trong vài tháng qua. Tuy nhiên, Bình Dương đã khống chế được dịch bệnh. Nhưng lãnh đạo tỉnh đang lo ngại vì vẫn còn tiềm ẩn rủi ro cao. Nếu không kiểm soát tốt dịch bệnh thì nguy cơ bùng phát trở lại rất lớn. Một tín hiệu khả quan khác, độ phủ của vaccine ở Bình Dương khá rộng. Hầu hết người dân Bình Dương đã tiêm mũi 1, tỉnh đang gấp rút triển khai tiêm mũi 2. Tiếp theo chương trình là tin vui. Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất Lâm Đồng hồi phục ngoạn mục và được xuất viện. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 10, tiến sĩ bác sĩ Lê Thọ, Giám đốc Bệnh viện Nhi Lâm Đồng cho biết sau 35 ngày được điều trị, trong đó có 12 ngày bệnh nhân hôn mê, phải thở máy. Đến nay, bệnh nhân hát lái xe tải, 32 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa Đức Trọng đã phục hồi sức khỏe ngoạn mục và được xuất viện. Theo tiến sĩ bác sĩ Lê Thọ, từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 9, lái xe hát nhiễm COVID-19 được cách ly điều trị ở huyện Đức Trọng. Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân sốt cao liên tục, ho nhiều khàn tiếng, giảm vị giác. Ngày 14 tháng 9, bệnh nhân hát khó thở nhiều hơn, sốt cao liên tục,
suy hô hấp, viêm phổi nặng nên được chuyển lên khu điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện Nhi Lâm Đồng. Tại đây, bệnh nhân từ thở oxy qua mặt nạ được chuyển qua thở oxy dòng cao HFNC, FiO2 100%. Có lúc nồng độ oxy trong máu SpO2 giảm xuống chỉ còn 80% đến 81%, nên các bác sĩ chỉ định cho bệnh nhân thở máy, sau đó được đặt catheter tĩnh mạch lọc máu liên tục. Khu điều trị COVID-19 hội chẩn xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng. Tiếp đó xin ý kiến hội chẩn và hướng dẫn điều trị hàng ngày của các bác sĩ khu điều trị COVID-19 Bệnh viện Bạch Mai đóng tại thành phố Hồ Chí Minh và giáo sư Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu Việt Nam. Từ 15 đến 26 tháng 9, bệnh nhân hôn mê, thở máy, lọc máu liên tục được các bác sĩ điều chỉnh các thông số máy phù hợp với tình trạng suy hô hấp của bệnh nhân. Đến ngày 27 tháng 9, bệnh nhân được ngưng an thần, giãn cơ, cai máy thở thành công. Từ ngày 6 đến ngày 29 tháng 9, qua 4 lần xét nghiệm, bệnh nhân đều có kết quả dương tính với COVID-19. Đến ngày 2 tháng 10, lần đầu tiên bệnh nhân có kết quả âm tính với COVID-19. Đây là ca bệnh COVID-19 nặng nhất, nhưng đã hồi phục ngoạn mục nhờ công tác hội chẩn, điều trị kịp thời. Đội ngũ bác sĩ bệnh viện đã nỗ lực dồn hết tâm sức để cứu chữa cho bệnh nhân H. Đến nay, bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện trong niềm vui chung của khu điều trị COVID-19, tiến sĩ bác sĩ Lê Thọ chia sẻ. Tin tiếp theo, Cà Mau phát hiện 83 ca dương tính COVID-19 mới, trong đó 61 ca về từ vùng dịch. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 10, tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh vừa ghi nhận 85 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 61 ca là người từ vùng dịch về bằng phương tiện cá nhân và được chốt kiểm soát đưa đi cách ly ngay. Đến nay, nhóm ca bệnh là người từ vùng dịch về 304 ca. Trong số ca mắc mới còn có 6 ca là người cùng gia đình liên quan đến chùm ca bệnh ở chợ phường 6 và được cách ly tập trung trước đó. 5 ca được phát hiện từ xét nghiệm tầm soát cộng đồng định kỳ, 4 ca trong khu phong tỏa khóm, 3 ca đang cách ly hộ gia đình tại xã Khánh Thuận, huyện U Minh, 2 ca ghi nhận liên quan bệnh viện đa khoa Đầm Rơi, 1 ca ghi nhận là cán bộ phụ khu cách ly tập trung trường tiểu học Lạc Long Quân, phường 7, thành phố Cà Mau. Trong đợt dịch này, từ 27 tháng 4 đến nay, tỉnh Cà Mau ghi nhận 757 ca dương tính với COVID-19, có 274 người điều trị khỏi, 47 người tái dương tính và 10 người tử vong. Hiện có 513 trường hợp nhiễm COVID-19 đang điều trị, trong đó có một trường hợp diễn biến nặng. Tin tiếp theo, Lai Châu ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 về từ Bình Dương. Kính thưa quý vị, tại Lai Châu vừa ghi nhận một công dân dương tính SARS-CoV-2 về từ Bình Dương, nâng tổng số ca bệnh tại địa phương lên 3 bệnh nhân. Bệnh nhân tên P, mã số 843567, sinh năm 1991, địa chỉ thường trú tại xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Trước khi về địa phương, bệnh nhân từng sinh sống, làm việc tại xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Theo điều tra yếu tố dịch tễ của lực lượng chức năng địa phương, tháng 2 năm 2021, công dân P từ tỉnh Lai Châu và xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương làm việc tại công ty gỗ Khang Sơn. Đến ngày 4 tháng 10, thì P cùng với 8 công dân khác di chuyển bằng xe máy về tỉnh Lai Châu. Ngày 4 tháng 7, khi các công dân đến Hà Nội tập hợp cùng các công dân trong đoàn khác 84 người. Tại đây, đoàn công dân Lai Châu được lực lượng phòng chống dịch tại Hà Nội, Yên Bái, Lào Cai hỗ trợ di chuyển bằng các phương tiện ô tô về, bàn giao cho chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 1, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu. Sáng ngày 8 tháng 10, công dân P được đưa về khu cách ly tập trung trường quân sự tỉnh Lai Châu, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 11 tháng 10, công dân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và đã được chuyển vào Bệnh viện Phổi tỉnh Lai Châu theo dõi, chăm sóc, điều trị. Đây là ca bệnh thứ 3 được phát hiện tại Lai Châu trong đoàn người di chuyển về bằng xe máy từ tỉnh Bình Dương. Hiện các lực lượng y tế, công an, cơ quan chức năng địa phương khác đang khẩn trương điều tra truy vết triệt để, trích xuất camera để xác định những người tiếp xúc liên quan đến trường hợp ca bệnh trở về từ Bình Dương. Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường giám sát, cách ly theo dõi, điều trị đảm bảo đúng cách theo quy định của Bộ Y tế. Đồng thời, quán triệt các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cách ly, điều trị, quản lý, giám sát chặt chẽ, không để lây nhiễm chéo tại cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung. Tin tiếp theo thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội đề xuất treo biển trước cửa nhà người về từ thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc phối hợp thực hiện công tác y tế đối với việc thí điểm mở đường bay nội địa thường lệ đi và đến Hà Nội. Sở Y tế Hà Nội cho biết theo kế hoạch từ ngày 10 tháng 10 đến 20 tháng 10, Hà Nội tổ chức khai thác đường bay giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đà Nẵng với tần suất một chuyến trên ngày, chở khách 2 chiều, ngồi giãn cách 50% công suất.
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu hành khách phải tuân thủ các điều kiện tại quyết định số 1776 của Bộ Giao thông Vận tải ngày 8 tháng 10. Theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày về Hà Nội, luôn thực hiện thông điệp 5K. Đáng chú ý, Sở Y tế đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các lực lượng liên quan tiếp nhận thông tin người dân về trên địa bàn, quản lý chặt chẽ, có thể treo biển tại cửa nhà. Gia đình có người theo dõi sức khỏe phòng chống dịch COVID-19. Hành khách thực hiện xét nghiệm vật chất di truyền ARN hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 được xử trí theo quy định. Người dân đi về phải ký cam kết tuân thủ nghiêm theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, khai báo y tế, chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú để được xét nghiệm và hướng dẫn công tác phòng chống dịch theo quy định. Trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác, cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi, triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định. Trong công văn, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội là đầu mối tiếp nhận thông tin, danh sách khách hàng và phối hợp với cảng vụ hàng không, các hãng hàng không kiểm soát dịch tễ đối với hành khách tại sân bay quốc tế Nội Bài để sàng lọc, phân luồng hành khách và thông báo đến các quận, huyện, thị xã để quản lý, theo dõi sức khỏe và thực hiện xét nghiệm cho người dân tại nơi cư trú, lưu trú, hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn đối với các quận, huyện, thị xã. Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã là đầu mối tiếp nhận thông tin, danh sách hành khách về địa phương từ CDC và thông báo cho Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn để tiếp nhận quản lý. Chỉ đạo các trạm y tế tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ người về từ các chuyến bay trên, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Tin tiếp theo, Thanh Hóa lên tiếng việc thu phí cách ly tập trung quá cao, mỗi người 5,6 triệu đồng. Kính thưa quý vị và các bạn, theo Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, thực hiện công điện ngày 5 tháng 10 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường quản lý người trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố khác để phòng chống dịch COVID-19, thị xã đã tổ chức điểm đón công dân tại thôn Hòa Lâm, xã Trường Lâm trên quốc lộ 1A. Đối với người chưa tiêm hoặc tiêm một mũi vaccine phòng COVID-19 trở về từ vùng dịch phải cách ly y tế tập trung hoặc cách ly tại nhà, nơi cư trú trong 14 ngày, xét nghiệm 3 lần trong thời gian cách ly. Người cách ly phải tự trả các chi phí. Người trở về từ vùng có nguy cơ phải cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày, xét nghiệm và chi trả phí xét nghiệm 3 lần trong thời gian cách ly. Người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine sau 14 ngày tiêm hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 có xác nhận của cơ quan y tế, khi về địa phương phải tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày, xét nghiệm và chi trả chi phí xét nghiệm 2 lần. Thị xã Nghi Sơn đã chuẩn bị 8 cơ sở, tổng số 900 phòng để cách ly tập trung người về từ vùng có dịch, có nhu cầu. Về chi phí tại các cơ sở cách ly, UBND thị xã Nghi Sơn lý giải thực hiện theo nghị quyết số 16 ngày 8 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19 và quyết định số 3604 ngày 14 tháng 9 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Người cách ly y tế phải tự trả chi phí đưa, đón từ nơi ở, làm việc đến cơ sở cách ly. Chi phí xét nghiệm sàng lọc theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành, test nhanh kháng nguyên 230.000 đồng trên một người một lần. Xét nghiệm real-time PCR 730.000 đồng một người một lần. Chi phí ăn ở sinh hoạt theo mức giá của cơ sở cách ly. Chi phí một ngày cho một người cách ly tại khách sạn do Ủy ban Nhân dân thị xã trưng dụng, gồm khách sạn Thanh Còi, Cao Nguyễn, Hưng Sơn, Victoria là 250.000 đồng, gồm tiền ăn 80.000 đồng, chi phí sinh hoạt 40.000 đồng, chi phí thu gom xử lý rác thải y tế 30.000 đồng. Chi phí phòng ở 100.000 đồng một người, phòng 2 người. Tổng kinh phí cho một người cách ly 14 ngày tại cơ sở cách ly ở khách sạn 5.690.000 đồng. Tính cả chi phí 3 lần xét nghiệm real-time PCR mức 730.000 đồng một người một lần. Chi phí một ngày cho một người cách ly tại nhà nghỉ được Ủy ban Nhân dân thị xã trưng dụng làm cơ sở cách ly tập trung 220.000 đồng. Gồm tiền ăn 80.000 đồng, chi phí sinh hoạt 40.000 đồng, chi phí thu gom xử lý rác thải y tế 30.000 đồng, chi phí phòng ở 70.000 đồng một người, phòng 2 người. Tổng kinh phí cho một người cách ly 14 ngày tại cơ sở cách ly ở nhà nghỉ 5.270.000 đồng. Tính cả chi phí 3 lần xét nghiệm real-time PCR mức 730.000 đồng một người một lần. Trẻ em dưới 16 tuổi, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được xem xét hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng một người một ngày và các chi phí phục vụ sinh hoạt. Ngày 12 tháng 10, trao đổi với phóng viên, ông Mai Sĩ Lân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn cho biết, trong nhiều tháng qua, bằng nguồn lực của thị xã, kinh phí xã hội hóa của doanh nghiệp, nhà hảo tâm, thị xã hỗ trợ bữa ăn hàng ngày, chi phí sinh hoạt cho hơn 1.000 người cách ly tập trung, phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương.
Đến nay, kinh phí của thị xã và nguồn xã hội hóa cũng có hạn, nên thị xã thực hiện thu phí cách ly tập trung theo đúng quy định, hướng dẫn của nhà nước. Các mức thu phí cách ly tập trung được tính chi tiết, công khai, minh bạch để người dân lựa chọn. Thị xã Nghi Sơn cam kết làm những gì tốt nhất cho người dân khi từ vùng dịch trở về cách ly tập trung, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho người cách ly, gia đình và cộng đồng, ông Lân cho biết thêm.